Phật dạy, người ở trong ba đường ác khó được giải thoát, ví như có một con rùa mù ở trong biển rộng tám muôn bốn ngàn dặm, một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Như vậy, con rùa này có thể gặp được bọng cây nổi để chui vào không? Còn người ở trong ba đường ác muốn trở lại làm thân người, thật khó khăn hơn rùa gặp được bọng cây. Do vì người ở trong ba đường ác không hiểu biết, không khuôn phép, không biết thiện ác, không nhận biết cha mẹ, không biết bố thí, ăn giết lẫn nhau, từ khổ vào khổ, trôi lăn theo nẻo ác, biết bao giờ thoát ra. Hối hận thì đã muộn, quỷ vô thường, phán quan đến tính sổ. Đến giây phút này, cơn đại mộng mới tỉnh, lúc sống tạo những nghiệp nhân gì, sau khi chết tất cả đều được suy tính rõ ràng. Quỷ vương, dạ xoa đều do nghiệp lực biến hiện có ở địa ngục, đều do nghiệp lực của mình chiêu cảm. Người không đầy đủ nhân đọa địa ngục thì không cảm đến cảnh giới tối tam sợ hãi. Bức tranh nhân quả âm chính Điện thứ nhất tầng quản minh vương vua điện này là chủ quản chuyện sống lâu chết kiểu kiết khung, chịu hình phạt tội báo ở chỗ ngầm phủ. Tất cả những linh hồn mắc tội đều bị áp giải đến điện này để tiếp nhận xét xử. Sau đó chiếu theo tội nặng nhẹ mà đầy đến các địa ngục khác để chịu tội tiêu nghiệp. Nếu tội và phước bằng nhau thì khỏi bị hình phạt và được dẫn thẳng đến điện thứ 10 để đi đầu thai. Trước nghiệp kính đài không có người lương thiện, những kẻ điêu ngoa gian trá khó khỏi cảnh hành hình. Muôn thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo thân. Tội lỗi một đời trước nghiệp kính đài điều hiện nguyên hình, chứng cớ rõ ràng không thể chối cãi trăm điều thiện hiếu là gốc, tội nặng nhất là tự sát. Tự sát là ngu si, cũng là rất khổ, sau khi tự sát chịu tội báo lại càng khổ hơn. Tội nhân phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại nhiều lần, do vì bốn ân chưa báo, trách nhiệm chưa rồi mà lại tự sát. Coi thường mạng sống, không chỉ khiến cha mẹ đau lòng, bỏ bê gia đình không ai trông nom. Đây là thảm kịch ở đời, cho nên bị tội báo rất nặng một khi lỡ chân ngàn đời ân hận. Đến khi sắp chết hối cải muộn màng, thiên hạ loạn lạc dường như mất hết lương tri lương đăng. Đây bởi vì không nhận thức được sự dạy dỗ về đạo đức. Người sống trong đời năm được rất dễ tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp như đam mê dâm dục, nghiện ngập cờ bạc, nghiện rượu, hút chích, bất hiếu cha mẹ, phong ân bội nghĩa. Cho nên nói, một khi lỡ chân ngàn lần ân hận, đến khi sắp chết hối cải muộn màng. Các nghề không chịu dấn thân vào đạo đức, tạo nên tội nghiệp vô biên. Tất cả tội lỗi của con người đều do ba độc tham, sân, si, mà ra. Ngày nay đạo đức suy đồi, vì không đoi theo lời dạy của Thánh Hiền, rất nhiều người chỉ nhận thức ở bề ngoài của tôn giáo, nhưng không biết rằng tinh thần chân chánh của tôn giáo chính là đạo đức giáo dục, cho nên chỉ trọng hình thức mà không tôn trọng kết quả thực chất, làm cho vô số chúng sanh đi vào con đường si mê làm lạc. Học không giữ đạo đức, hổ thẹn với Thánh Hiền. Đọc sách Thánh Hiền mục đích là để giáo hóa nhân dân. Người không y giáo phụng hành, lấy thân làm gương, thì sẽ rơi vào danh lợi. Sau khi chết đều phải đến trước địa ngục này thọ giáo thêm khi học xong lại giải đến địa ngục khác để chịu tội tiêu nghiệp. Người làm việc công tác giáo dục xã hội chủ yếu phục vụ mọi người, giáo dục quần chúng thì niệm phải lấy quần chúng làm trước. Nếu trong việc làm ấy, chỉ biết mưu mô kiếm lợi cho mình, thì không chỉ phá hoại nhân cách mà còn cô phụ tấm lòng chân thành của mọi người. Ví như tụng kinh bái sám cầu nguyện cho người mà sót chữ hoặc không chuyên tâm thành khẩn. Sau khi chết, trước hết phải đọc kinh bổ khuyết để tiêu nghiệp, tội hết rồi lại bị áp giải đến các cửa ngục khác để chịu tội đã tạo ra ý thức tài năng có thể làm phước cho mọi người mà cũng có thể làm tổn hại cho mọi người gá mượn danh hiệu tôn giáo không phụng trì kinh điển giới luật y giáo phụng hành một mai vô thường đến khổ báo thật khó tránh huống chi một hạt gạo của thí chủ lớn như núi tu di đời này không rõ đạo đời sau phải mang lông đội sừng mà đền căn cứ theo nghiệp lực đã gây linh hồn bị áp giải đến các ngục để chịu tội báo do nghiệp lực nào đã tạo lúc còn sống thì phải đọa vào cảnh địa ngục chịu hình phạt đó tất cả tội nhân đều phải tuần tự đi chịu khổ mà mình đã tạo ra